Không chỉ nổi tiếng là vùng đất của loại chè ngon, Thái Nguyên còn được biết đến với những món ăn vô cùng độc đáo, mang đậm tinh hoa núi rừng. Đó chính là bánh dày, món ăn dân dã nhưng được chế biến tương đối cầu kỳ với vị thơm ngon riêng, không lẫn với hương vị của bất cứ món bánh nào, đã trở thành một trong những nét văn hóa ẩm thực độc đáo của đồng bào dân tộc Tày, vùng Định Hóa Thái Nguyên nói riêng và vùng núi phía Bắc nói chung. Very good. Chào chào các cô ạ. Hello. Hello. Các cô hôm nay dịp gì mà các cô lại làm bánh nhỉ? Cứ thi thoảng bọn cô rảnh rỗi bọn cô lại tổ chức làm bánh. Cho chúng cháu cùng tham gia với được không ạ? Cô sẽ dẫn các cháu làm từ đầu vì đây thì các cháu đến thì nó đã nhỡ rồi. Vâng. Cô đang vã. Khác với những loại bánh khác, làm bánh dày rất khắt khe trong tất cả các công đoạn, từ khâu chọn gạo. Gạo thì phải là gạo nếp cái hoa vàng, theo truyền thống làm bánh của các cụ ngày xưa. Gạo sau khi đi sát về, sàng lấy những hạt to, đều, hạt nhỏ bỏ lại, sau đó đem ngâm khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Is this the rice? Định Hóa rice. Định Hóa rice. Yes. Wow. Oh, rất là trắng, hạt rất là to. It's very big. Very big. No, yeah, it's very big. After, sau khi đãi gạo xong, công đoạn tiếp theo sẽ là gì vậy? What are you doing next? Bắt đầu cho lên chõ xôi. Đây, chõ đồ. Bây giờ cho đồ cook rice. Ok. Bây giờ cho vào chõ nhé. Vâng ạ. Gạo sau khi ngâm, đãi sạch, thêm một chút muối và gấc, sau đó cho vào chõ. Chõ là loại chõ gỗ truyền thống, chõ hai tầng, tầng dưới đựng nước, tầng trên đựng gạo. Gạo sẽ được nấu cách thủy trong vòng khoảng nửa tiếng. Wow! Ồ, thật thú vị. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cái nồi nào như thế này. Ở nước tôi, nước sẽ được cho vào nấu cùng gạo. Ở đây, nước và gạo để riêng. Cô bạn Mark thì rất là ngạc nhiên khi lần đầu tiên mà nhìn thấy chiếc nồi như này ạ. Thì cô có thể cho biết là người dân Tày của mình ý, thì dùng chiếc nồi này như nào ạ? Nghĩa là cái nồi này là để dùng để đựng nước xong mình đặt cái chõ sôi lên. Tức là mình sôi, chứ mình không sôi trực tiếp. How long? Bao lâu thì sẽ chín ạ? Khoảng 30 phút cháu. Khoảng 30 phút thì gạo chín. 30 phút thì gạo chín. Vâng. Thế bây giờ thì trong lúc chờ gạo chín để giã bánh thì mấy cô cháu đi lấy lá chuối. Vâng ạ. Trong lúc chờ sôi chín, chúng tôi được cô Lan đưa đi hái lá, loại lá truyền thống được sử dụng là lá chuối. Tuy nhiên không phải cây chuối nào cũng lấy được lá. Cô thấy loại chuối nào thì mình cũng lấy lá được đúng không? Không, tại vì là riêng làm bánh này thì cứ phải là lá chuối tây hoặc lá chuối hột thì mới được, tại vì hai loại lá này nó mềm. Chứ còn nếu là lá chuối tiêu thì lại nó dày. Dày thì khi gói nó dễ dãy ạ. Khi gói là nó bị rách. Vâng. Where? This? Lấy cái này luôn đúng không cô? This cái bên này được. Ừ đấy, lấy cái cành kia này. Cái bên này. Ừ đấy, cành kia. Sau khi đã lấy đủ lượng lá mà chúng tôi cần, lá chuối đi đem về, rửa sạch, sau đó sẽ được hong qua lửa cho đến khi lá mềm và có mùi thơm đặc trưng thì có thể gói bánh. Đến thời điểm này thì chõ xôi cũng đã chín thơm, mùi thơm của gạo nếp cái hoa vàng bốc lên khiến chúng tôi không cưỡng lại được cơn đói. Ngon quá, tôi thật sự đói quá rồi. Xôi sau khi được đổ chín sẽ được mang ra giã. Cối và chày là những dụng cụ truyền thống. Cối gỗ hương và chày là những thanh tre già, cứng, được người dân chặt đem về và đẽo mịn thành những chiếc chày dài khoảng 1,5 m, cầm vừa tay, tạo cho người dùng cảm giác thoải mái, chắc chắn. Tuy nhiên, giã xôi cũng đòi hỏi kỹ xảo, mà chỉ người dân hay ăn, hay làm mới biết rõ. Cô ơi, cháu thấy loại bánh này rất là dẻo, thì mình làm như nào để giã không bị dính ạ? Trước hết là các cháu muốn nào không dính, người ta sẽ bôi dầu.
bôi dầu ở xung quanh. Bôi dầu ở xung quanh. Xung quanh cái cối và cái chày. Thế khi dã bánh dày thì mình phải dã như nào để cho thật khéo ạ? Cái chày nếu mà mình nhấc lên mình phải xoay một cái như này. Đây là nó không dính như này đâu. Đây, để xoay một cái. Cháu có thể dã thử được không ạ? Vâng, đây cháu thử dã luôn. Nó phải xoay, chuẩn bị nhấc tâm xuống không là xoay một cái lên này nó không dính. Mà nó nhẹ. Đấy, dã đi. Lần đầu tiên được giã ở một chiếc cối to như này nên tôi không biết là mình có đủ sức để giã bánh dày không ạ? Ui, khoảng 15-20 phút. Cháu thấy giã một lúc mà cháu thấy mỏi hết cả tay rồi. Mark, how do you feel? I feel tốt, good. Tôi cảm thấy rất thú vị. Enjoying. Enjoy. I'm enjoying. Được rồi đấy. Như này là được rồi ạ. Là được đấy. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Bây giờ được, bây giờ mang lên nhà là sẽ cho nhân vào nặn vào. Vâng. Go up. Wait a minute. Go. Cô ơi, mình nặn bánh này như nào ạ? Cô phải hướng dẫn bọn cháu nặn bánh không? Nặn bánh thì một người tức là chia bánh. Chia bánh. Chia từng cái bánh ra, xong là mình cho nhân vào. Mọi người là cho nhân vào thì nó mới đều. Nhân ở đây là đỗ xanh bỏ vỏ đã được nấu chín. Bánh ngọt thì sẽ thêm đường vào đỗ. Còn với bánh mặn thì thêm lạc, vừng, muối và thịt lợn băm nhỏ, rang thơm. Bánh dày ra đời từ bao giờ ạ? Từ thời xưa, cụ kỵ, tức là cô lớn lên ở cùng với ông bà, bố mẹ thì cứ thấy là nhân dịp Tết thì là gặt xong lúa mùa tháng 10 thì gia đình cô thì cũng cứ làm bánh, tức là kiểu như là mừng lúa mới. Tại sao bánh lại có màu vàng? Màu vàng đây là gấc cháu ạ. Cho nó mềm. Lấy quả gấc về, sau là bổ đôi quả gấc rang, lấy hột, xong là nặn đảo với gạo, sôi lên thì thành màu đỏ. Coi như là bây giờ là bánh thì đã xong, làm xong rồi thì bây giờ ta lấy kéo về cắt ra, xong là nếu mà muốn ăn nóng thì ta sẽ gói vào lá chuối. Bánh dày là một loại bánh truyền thống của người Việt Nam nhằm thể hiện lòng biết ơn của con cháu đối với tổ tiên và đất trời xứ sở. Ngoài ra bánh dày hình tròn, mặt trên hình vòng cung giống như bầu trời. Người Việt xưa quan niệm rằng bầu trời là nơi cư ngụ của thần linh. Vì vậy, bánh dày thường được dùng để tế trời, tế thần, cầu mong thời tiết thuận lợi cho một năm ấm no. Bánh dày đã trở thành một nét văn hóa, một món ăn truyền thống và lâu đời ở Việt Nam. Nét độc đáo này đã góp phần làm đẹp hình ảnh Việt trong mắt bạn bè quốc tế. Dù ai xa quê cũng mong được về nhà bên nồi bánh mỗi dịp giao thừa đón năm mới. It's very chewy and the soybeans taste very good. Yes. Nặng thêm bánh rất là ngon ạ và dẻo ạ. Thế lần sau lại đến nhé. Lần sau lại đến thì cô lại hướng dẫn làm nhé. See you again. Thank you. Và chuyên mục Cửa sổ Thái Nguyên ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hello. Okay.